Hi, Dân xin chào các bạn. Hôm nay Dân lại làm móng dài nè các bạn. Mà móng khớp phình ship nha các bạn. Dạng như móng khớp phình ship mà không có như, không có nhọn gì mấy các bạn, chỉ narrow thôi. Và thì hôm nay Dân đắp màu nude nữa. Đó, màu natural thôi, tiệp với cái da của cô khách này luôn á các bạn. Nó màu móng dài. Dân gắn móng lia nha các bạn. Móng lia mà dài. Đó thì Dân cũng đắp. Dân đắp móng dài mà Dân đắp từ. Cũng nhiều 2-3 cục bột thôi trở lên thôi, chứ Dân không có đắp một cục bột. Mà tại vì như vậy đó, đặng chia sẻ cách làm của Dân cho các bạn nhìn ra thấy dễ hơn. Nói trong lúc này các bạn, Dân đang đắp ngon lành khi cô khách cô kêu phan, để cô coi cái màu, làm Dân giật mình. Dân phải lấy cái bột ra các bạn, rồi xong xuôi mới đưa lên cho cô khách coi, thì cô khách cô chịu, rồi xong mới Dân mới đắp tiếp nữa. Đó thì Dân cứ đắp, cứ kéo rồi Dân đắp tròn, Dân không để tràn ra ngoài nữa. Đó, không bao giờ Dân để tràn ra ngoài. Đặng một chút xíu á, Dân dễ dũa lắm. Dân dũa hai bên ship sơ rồi là xong rồi các bạn. Đó, trong thời gian này Dân đắp bột á, Dân rất là kỹ luôn á, Dân không có để tràn ra ngoài đâu. Màu lát Dân design nhiều lắm nha các bạn. Đó thì một chút xíu Dân đắp rồi xong xuôi Dân giữa một lát thì Dân design, Dân sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Đó. Thì đắp thì Dân đắp nhanh lắm. Tặng Dân đắp nhanh một chút xíu Dân design. Thì Dân design Dân vẽ này nọ lâu lắm. Còn mà nếu chung này Dân đắp bột thì Dân đắp nhanh thôi. Tại vì nếu mà Dân đắp chậm thì Dân kéo không nhanh, bột mới cứng. Cho nên là Dân cứ quen cái tay rồi, Dân đắp nhanh lắm. Quen cái tay. Mà cái cô khách này á, cổ đắp bột của các bạn là phải thẳng từ trong ra ngoài hết luôn. Cho nên là Dân không có đắp mà dạng như gần cái cuticle các bạn mà nhô lên, không, khách không chịu. Cổ kêu là phải thẳng từ trong ra ngoài. Cho nên là Dân đắp phải thẳng từ trong ra ngoài hết luôn. Mà muốn dài nữa nghe các bạn. Thì hôm nay cũng lâu rồi, hổm dài cũng lâu rồi, không có chia sẻ video mới cho các bạn xem. Thì hôm nay Dân làm tiếp sẽ chia sẻ cho các bạn xem tiếp. Tại vì hổm gà nhà Dân cũng có chuyện buồn á, cho nên là Dân không có chia sẻ cho các bạn xem được. Hôm nay á, Dân đỡ rồi, cho nên là Dân nén rồi nỗi buồn của Dân lại, cho nên là Dân nay chia sẻ cho các bạn xem. Tại vì nỗi buồn này buồn lắm các bạn, cho nên là cũng gán. Thì có dịp nào đi rồi Dân sẽ chia sẻ cái nỗi buồn này cho các bạn xem. Thì mỗi lần nói tới cái nỗi buồn thì Dân nghẹn ngào lắm, cho nên là Dân rất là kiềm chế. Nhưng mà thôi, cũng gắng vượt qua để làm những cái video mới cho các bạn xem. Thì Dân cũng đắp bột rồi, Dân cũng gán nha các bạn. Cũng gán kìm cái nỗi buồn nghẹn trong người lắm, nhưng mà thôi gán. Nói chung là Dân từ giờ Dân nói mà Dân ngẹn trong người, cho nên là Dân không có nói, cho nên là bây giờ Dân gán.
Thôi thì thôi Dân không nói nữa cái nỗi buồn đó nữa, mà Dân sẽ chia sẻ tấp bột của Dân cho mọi người xem. Thì Dân sẽ đợi cái nỗi buồn đó lắng lắng xuống rồi một thời gian nào đó, rồi Dân sẽ kể cho các bạn nghe cái nỗi buồn của Dân. Là nói chung là đau lắm, thì ai cũng trải qua một cái nỗi đau này lắm. Này Dân nắp món dài nha các bạn, món dài thì nói chung là Dân cũng thích đắp đắp món dài dữ lắm. Hồi xưa thì Dân sợ, nhưng bây giờ thì Dân Dân không có sợ nữa. Hồi xưa Dân gặp món dài Dân sợ lắm, Dân sợ đắp, Dân đắp xấu lắm. Rồi Dân đắp món dài rồi biết rồi, Dân cũng quen luôn rồi. Món dài món ngắn món gì Dân cũng đắp được hết. Nói chung là Dân cứ tập từ 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 rồi Dân sẽ đắp được. Đó, các bạn cứ cứ đắp theo Dân gì nè, đắp đắp cứ đắp nhiều cục bột, chứ không cần đắp phải một cục hai cục gì đó. Đó, Dân đắp mà còn dính chỗ này một chút xíu nữa Dân phải tháo ra, để một chút xíu nữa cứng cục bột rồi Dân giũa chết luôn. Bây giờ Dân chuẩn bị giũa nha các bạn. Nói giờ phút nào Dân cũng lấy cái cục miếng miếng mủ đó, Dân phải che cái móng tay cái của Dân lại, để không thôi Dân giũa là nó đau cái nó mỏng cái móng cái của Dân á, nhiều khi á nó đau lắm, nó rát về nhiều khi nhà tắm cái đụng nước hay là gì đó là nó gác lắm các bạn, thật sự rất là gác luôn, nó mỏng luôn á. Bữa nào mà Dân không 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 dùng cái đó che lại thì nó đau lắm, giũa nhiều á, cho nên là rất là đau. Già đây Dần nó mà cái ngón cái của Dần nó mỏng nữa đó, cho nên là lúc đắp á, bột á, Dần á, vuốt rất là vuốt ở trên cái mặt móng luôn cho nó mịn á, cho nên là Dần không có để chàng, cho nên là lúc mà Dần giũa giũa rất là nhanh, Dần giũa nhanh lắm, giũa có ship nhanh. Tại mình lúc mình đắp mình chịu khó kỹ một chút xíu, đừng cho tràn ra ngoài, thì lúc mình giũa cái ship á thì cắt là nhanh luôn. Rồi bây giờ là Dân chuẩn bị phao cái cortico nha các bạn. Thì tại vì ở trong thời gian á Dân đắp bột với giũa rồi đó, thì Dân chỉ làm một cái bằng tay thôi. Tại vì nếu mà làm hai cái bàn tay á, thì sẽ lâu lắm, mà các bạn coi á, sẽ mất thời gian lắm. Dân vũ rất là nhanh luôn á, cái cô thì cổ á, Dân chỉ phao nhẹ nhẹ qua rồi xong xuôi là Dân chỉ đánh cái vòng tròn tròn cái cô thì cổ là thấy xong rồi đó các bạn. Tại vì trên mặt móng á, nó mịn lắm, rất là mịn luôn. Này muốn dài nha các bạn, muốn dài luôn á, cái cô khách này cô nhúc nhích dữ lắm. Tại vì có bạn của bạn cô của cổ ngồi kế bên á, rồi cổ nói chuyện rồi cổ giỡn rồi hai người nói chuyện cứ nhúc cho nên là dân cho nên là dân cầm cái tay của cổ rất là chắc luôn á, tại cổ nhúc nhích á, nếu mà mình không cầm giữ chắc á thì có thể là mình giũa nó sẽ chảy máu cắt cái cuticle của cổ luôn á, cho nên là Dân cầm cái tay rất là chắc luôn á, cổ cứ cười giỡn thì cổ cứ nhúc nhích hoài, bàn tay nó dài nữa chứ. Cái phần Dân làm Dân tranh thủ nữa, tại vì tranh thủ làm mà còn khách chờ nữa các bạn. Đó, giũa bột thì Dân ngồi Dân giũa bột suốt luôn à, Dân ít có xuống chân lắm.
Tại vì Dân không có thời gian đi xuống chân. Tại vì bột là Dân vũa thôi, ngồi suốt luôn. Vũa huyết mà mỏi tay luôn các bạn. Cái tay Dân mỏi là mỏi luôn. Giờ lúc nào Dân vũa cái ở trên cái đầu móng á, Dân cũng lấy cái đầu vũa, Dân vũa sơ lên cho cũng như là kiểu như là cho nó đừng có dày cái đầu móng á các bạn. Dân vũa rất là nhanh luôn á, cái cuticle Dân vũa nhanh lắm. Nói chung là làm nhanh là không phải làm ẩu nha các bạn, không phải làm xấu nha. Tùy theo người, làm nhanh cũng vẫn ra làm đẹp bình thường. Nhưng mà làm chậm cũng được, nhưng mà tùy theo người thôi, tại vì tùy theo người á, làm nhanh và làm chậm nữa. Chứ không phải nó làm nhanh mà ẩu mà xấu, để tôi làm nhanh quá khách ra lát xấu quá ra khách không trả tiền nữa, chết luôn. Dân làm nhanh mà Dân làm rất là kỹ, nhanh mà kỹ nha các bạn. Đó, bây giờ là Dân bóp phở nè. Dân sẽ bóp phở cho cái mặt móng nó mịn, cho cái bụi bặm nó bay đi hết. Rồi xong là Dân cho khách đi rửa tay nha. Tại vì khúc đi rửa tay á, Dân không có quay, tại vì mất thời gian lắm các bạn. Đó thì của khách là của rửa tay xong rồi lên á, Dân sẽ làm cái fan trip á các bạn. Mà cái màu pink nha các bạn, light pink, cái màu hồng á, màu hồng vợt á các bạn. Nó thì Dân cũng dễ like như bình thường những cái clip khác Dân chia sẻ thôi. Đó, Dân chia sẻ lúc trước thì Dân cũng vẽ từ bên phải qua, rồi từ bên trái Dân ôm dòng lại qua bên phải đó. Dân cũng vẽ trang như vậy như mấy cái clip trước Dân chia sẻ thôi. Nhưng mà cái bữa nay cái cô khách này cũng làm móng dài, cho nên là ở dưới cái cuticle của khách á thì một lát có gắn bông nữa ngay các bạn. Có gắn bông cho nên là Dân vẽ cái tiếp á, nó xích lên trên một chút xíu. Dân không có vẽ nó nằm ở dưới đâu. Đó, Dân vẽ xích lên trên một chút xíu, đặng một chút xíu Dân gắn cái bông. Gắn cái bông nghe các bạn. Gắn cái bông. Đó, Dân vẽ fan hết luôn. Đó, Dân vẽ fan hết luôn. Cái màu hồng nữa chứ, cái màu hồng mà hồng vợt nữa, khó lắm á. Nếu mà phe nó không kỹ á, là một chút xíu á, là cái màu này nó sẽ lần cận. Nếu mà màu trắng á thì nó sẽ dễ che khuất được hết, nhưng mà cái màu hồng nhạt này á, là nó nếu mà các bạn sơn nó không đều á một lát á, là nó sẽ có chỗ kiểu như là bồ bồ vậy đó, lần cận vậy á, nó xấu lắm. Nói chung là Dân vẽ cái fan này á là Dân quen tay rồi, tại vì tiệm cái chỗ Dân làm á cứ vô là fan không, cứ đắp màu nu màu nước màu na trồ á là cái móng ở dưới cái bottom của móng á, rồi xong xuôi là vẽ fan màu khác. Và cho nên là Dân làm quay trình làm cái fan này á, là rất là nhanh nha các bạn. Tại vì ngày nào cũng vẽ, Dân cũng vẽ hết, thậm chí Dân vẽ một ngày 3-4 bộ là cứ fan không luôn á. Cứ vô làm như vậy cho nên là Dân biết rồi, Dân quen luôn rồi. Nói chung là cây cọ này của Dân là giống như cây cọ thần thánh của Dân. Cây cọ fan này á. Đó là Dân vẽ cứ một chiều đó, Dân cứ vẽ hoài luôn vậy đó. Cho nên là Dân quen tay, Dân vẽ rất là nhanh. Chớ mà kiểu như vẽ cái fan này mà lâu lâu mình vẽ một lần á thì nó chứ mà là nó không có nhanh, phải chậm mới được. Chứ mà nhanh vẽ nhanh thì vẽ không có được đâu.
Tại vì dân quen rồi. Đó. Bây giờ dân cắn bông nha các bạn. Đó thì dân cho lưu hết. Cho cái lưu treo này lên những cái ở dưới cái bottom của cái móng á. Đó. Ở dưới cái cortical của cái móng. Dân sẽ cho một lượt treo lưu hết. Lên hết. Rồi dân sẽ gắn bông. Bông mà bông màu hồng nha các bạn. Cũng light pink luôn mà pink vợt. Cũng hồng vợt luôn. Cho nó tiệp với cái phen màu pink của cổ luôn á. Đó, dân gắn cái bông. Giống như gắn bông rồi gắn là giống như là dân cứ nói qua là giống như là lụm tấm cám hay tấm cám mà lụm thóc vậy các bạn. Đó. Cái gắn là lụm. Dân sẽ gắn hết luôn nha các bạn. Tại vì gắn tới 5 ngón tay luôn, 10 ngón hết đều có bông hết. Bông rồi dân gắn hột sần ở dưới đó nữa. Tay mình đó các bạn. Nói chung là gắn mấy cái này lắm thì dân tỉ mỉ lắm các bạn. Dân cứ nhìn coi là coi nó được chưa, vừa chưa nữa. Cho nên là dân gắn rất là chậm ngay các bạn. Chậm đấy, dân gắn từ từ. Bông này dân kêu là bông mai ấy các bạn. Bông mai, dân cứ nói là bông mai đó. Năm cánh. Đó. Trời ơi, giờ này ấy, dân gắn rồi cái cô khách cô kêu á, cô bảo là cô muốn một cái like nhỏ nữa các bạn. Một cái like nhỏ ở dưới. Trời ơi. Nhờ lúc nãy là dân vẽ cái fan á, cái fan nó nằm tuốt ở trên á, nếu mà dân vẽ xuống một chút xíu nữa thì làm cái like nhỏ này thì không được, nó xấu. Nhờ nãy là dân vẽ tuốt lên trên. Xong rồi là dân gắn bông rồi là dân tính sơn cái thớp. Cái cô nói cổ muốn một cái like nhỏ mỏng ở trong nữa. Xong rồi là dân phải bắt buộc vẽ thêm một cái like nữa các bạn, nhưng mà vẽ một cái like nữa rất là dễ thương luôn. Rất là dễ thương luôn á. Đúng này á, cổ nhúc nhích một cái á. Nhúc nhích một cái tại vì vẽ cái like này nó nhỏ nó nhuyễn á. Cho nên là nhúc nhích một cái thôi là kiểu như là chạy liền, hư liền. Ôi dễ thương quá. Dễ thương ấy các bạn. Đó, dễ một cái like. Quá dễ thương luôn. Đó, bây giờ dân sơn thớp nha các bạn. Chắc giờ này cổ không có đổi ý làm thêm gì nữa đâu. Tại vì vẫn làm muốn hết rồi. Đâu có gắn cái gì thêm nữa đâu. Bắt đầu cô kêu gắn thêm một cái bông ở trên á. Dạng như gần gần cái đầu tiếp á các bạn. Dân nói là gắn thêm như vậy nó nhiều quá. Nhìn thấy cái bàn tay nó không có đẹp. Dân nói là gắn ở dưới thôi. Nếu mà thêm một cái like nữa đó. Thì dân vẽ thêm một cái like nữa thì nó ok. Nó dễ thương hơn. Đó thì cái bàn tay nó đẹp hơn. Thì cô nói vậy thôi là không có gắn không có gắn thêm một cái bông nữa nghe các bạn. Trời ơi, gắn thêm cái bông nữa chắc chết luôn. Đó thì dân sơn cái thớp xong là dân để vô máy là bàn tay chuẩn bị xong nha các bạn.
Hả? Bàn tay này ra tính tiền là cũng nhiều luôn đó. Tại vì cũng phải 150 trở lên nha các bạn. Bàn tay này cũng phải 150 trở lên. Thôi, xin chào các bạn. Hẹn các bạn video kế tiếp nha. Bye.